Đây là đầu tiên mà mình có cơ hội được đến chùa Ba Vàng, và thực sự là mình cảm thấy cái cảnh quan, cái khí hậu cũng như là con người ở nơi đây thực sự rất là tuyệt vời. Và có hơn một ngày để trải nghiệm cái không khí cũng như là cái nhịp sống ở đây, thì thực sự đối với mình cảm thấy là một phần nào đó mình được chữa lành tâm hồn, cũng như là mình cảm thấy là có những cái stress, những cái nỗi lo mình đang gặp phải thì ở trên này mình cảm thấy bình yên hơn rất là nhiều. Và ngay sau đây xin mời các bạn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón vị khách mời đặc biệt của chúng ta, siêu trí tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng sẽ đến với chương trình Đường Tới Đích, giao lưu cùng siêu trí tuệ Hà Việt Hoàng. Mình nghĩ rằng quan trọng nhất đấy là các bạn phải biết các bạn là ai. Tức là mình phải biết cái khả năng của mình đến đâu. Mình không thể đặt một cái mục tiêu gì đấy quá xa so với cái khả năng của mình, nhưng mình cũng không nên đặt một cái mục tiêu nào quá thấp. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ rằng là các bạn phải biết bản thân mình là ai và năng lực của mình đến đâu, thì khi đó cái mục tiêu mình đặt ra nó sẽ phù hợp với bản thân. Lúc đó thì cái quá trình để mà mình cố gắng mình thực hiện những cái mục tiêu đó nó sẽ không bị quá là áp lực, mà nó cũng sẽ không bị thoải mái quá mà khiến cho các bạn lơ là đi cái mục tiêu đó. Không bao giờ mình ngừng cố gắng cả. Khi mà mình giành được một cái mục tiêu nào đó, mình hoàn thành một mục tiêu nào đó, thì ngay lập tức mình sẽ phải nghĩ đến cái mục tiêu tiếp theo. Còn anh Thư là những cái tấm gương để cho các bé nhìn theo. Bây giờ nhìn thấy anh Việt Hoàng là các em về sẽ muốn mình giỏi như anh ấy. Và không biết như anh ấy cũng trở thành siêu trí tuệ như anh. Anh thế hay là chị? Anh Thư thế và muốn để hát hay như anh Thư nè. Là em có được coi về một cái clip, một cái video giới thiệu về khóa tu mùa hè, thì em cảm thấy nó rất là ý nghĩa. Và riêng bản thân em cũng cảm thấy là rất là xúc động nữa, tại vì chùa cũng như là sư phụ đã tạo ra được một cái có thể nói là một cái sân chơi để mà vừa rèn luyện được cho các bạn mà cũng tạo cho các bạn được cảm giác là mình đang ở nhà, chứ không phải là mình bị bó buộc vào một cái phép tắc nào đó. Nhưng mà cũng đồng thời là cũng làm cho các bạn có thể là hiểu hơn về đạo đức, về cái cách sống, về những cái gì mà bản thân mình có thể là cố gắng tích cực và đẩy xa những cái tiêu cực đó ra khỏi bản thân của mình. Khi mà mình ở ngoài cái cuộc sống bộn bề, thì khi mà mình về đây là một cái ngôi nhà chung, một cái ngôi nhà lớn, thì mình có thể là xua tan hết những cái muộn phiền và mình có thể là tập trung trau dồi kỹ năng cho bản thân mình hơn, phát hiện ra được là bản thân mình muốn gì và sẽ hướng bản thân mình tích cực như thế nào. Một cái không gian, một cái môi trường rất là tốt để cho các bạn trẻ về đây trong dịp mùa hè này. Khóa tu mùa hè ở chùa Ba Vàng nó là một cái chương trình tạo cho các bạn một cái môi trường để các bạn có thể tránh xa ra khỏi những cái phức tạp và những cái tiêu cực. Chưa bao giờ em đặt chân đến một cái ngôi chùa mà nó rất là rộng như vậy. Cảm xúc rất là vui á, và khó tả, mà cảm thấy là mình thật là nhỏ bé trong cái không gian của chùa. Mình cũng thấy rằng là ở cái thời điểm hiện nay thì có rất là nhiều bạn trẻ cũng đang bị cuốn vào những cái vòng xoay về học hành, công việc, rất là nhiều những cái mối lo bên ngoài, và các bạn quên đi những cái giá trị cốt lõi, những cái giá trị đơn giản nhất trong cuộc sống, đó là giá trị về tình cảm, giá trị về sự hiếu nghĩa. Và chính trong những khóa tu mùa hè này, nhờ những cái bài học, nhờ những cái hoạt động bổ ích trong vòng chỉ khoảng một tuần ở đây thôi, mình tin rằng là các bạn trẻ sẽ có được thêm nhiều những cái bài học mới, những cái giá trị mới. Và mình tin rằng khi mà các bạn hoàn thành cái khóa tu này, các bạn sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Và đó sẽ là những cái con người trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, hiếu nghĩa hơn. Và mình nghĩ rằng đó cũng chính là cái mục đích mà sư phụ chủ trì cũng như là khóa tu mùa hè muốn hướng tới.